Tại Hà Nội, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ phối hợp với Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định về cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, cải cách thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong những năm gần đây. Tuy nhiên theo các chuyên gia, dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính, nhưng hiện doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong việc tuân thủ các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Phần lớn thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành vẫn chưa được triển khai trực tuyến, mà chủ yếu vẫn theo phương pháp thủ công và cổng cành. Vì vậy, các đại biểu đề nghị về lâu dài cần có một văn bản chung, nhất quán hướng dẫn cho tất cả các bộ ngành về cách tiến hành kiểm tra chuyên ngành và báo cáo thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Hội thảo được tổ chức để hỗ trợ các cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, bao gồm các thủ tục liên quan đến cơ chế một cửa và kiểm tra chuyên ngành. Cải cách này sẽ làm giảm gánh nặng thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp bằng cách giảm thời gian thông quan và cắt giảm chi phí, qua đó góp phần vào cải thiện hiệu quả môi trường kinh doanh.